Đây là 7 người nổi tiếng tỷ phú gia trong giới crypto mà bạn cần phải theo dõi hoặc là phải cần biết tới. Và bây giờ Jimmy sẽ show luôn cho quý anh chị và các bạn nha. Rồi, cái người đầu tiên mà Jimmy muốn nói tới đó chính là Do Won. Thì Do Won là cái người CEO cũng như là founder của Terra, là đã từng build một công ty DeFi lên tới gần như là 40 tỷ đô la trong thời gian vừa qua và đã gớt xuống gần như là còn con số 0. Và Do Won đã làm mây làm gió, làm mưa làm gió, nói chung là nhiều thứ xảy ra trong thời gian vừa qua, và trong thị trường crypto ai cũng phải biết tới ảnh hiện tại ngay bây giờ. Thì trước đây ảnh là người tỷ phú gia nhưng mà bây giờ đã gớt xuống còn trở thành triệu phú thôi, và đây là cái người đầu tiên mà nếu ai mà đã đầu tư vào trong crypto thì không ai mà không biết tới Do Won. Cái người số 2 mà Jimmy muốn nói tới ngày hôm nay đó chính là CZ, là cái người co-founder cũng như là founder của Binance. Nếu anh chị biết đó là CZ là tỷ phú gia trước khi mà cái market mà nó rớt xuống đó, thì CZ đã nắm trong tay hơn 60 tỷ đô la và là cái người giàu nhất tại bên Trung Quốc chưa đầy 5 năm. Và CZ hiện tại ngay bây giờ đó, khi mà cái market nó rớt đó, cái vốn hóa của anh hiện tại ngay bây giờ cũng như là 15 tỷ, là anh là cái người founder của Binance, là một cái sàn giao dịch lớn nhất trên toàn thế giới về cái phần crypto, có thể là mua bán crypto đó. Thì nếu ai ở bên châu Á hoặc là ở Mỹ đều phải biết tới Binance. Thì công ty số 3 đó là MicroStrategy, người CEO đó là Michael Saylor. Nếu quý anh chị biết đó là Michael Saylor là cái người mà giữ Bitcoin lớn thứ hai hiện tại ngay bây giờ trên toàn thế giới. Và trong sự kiện vừa qua đó là Michael Saylor đã thua gần như là 970 triệu về cái phần cryptocurrency là bị mất đi đó. Nhưng mà hiện tại ngay bây giờ Michael Saylor, cái network của ổng đó đang giữ là khoảng chừng 1.6 tỷ đô la quý anh chị nha, 1.6 tỷ đô la. Rồi. Và cái người kế tiếp nữa đó mà Jimmy muốn nói tới đó chính là Vitalik Buterin. Cái người này á là nếu quý anh chị đã dùng qua Ethereum thì cái người co-founder, cái người mà thành lập ra Ethereum đó chính là Vitalik. Anh này còn khá trẻ đúng không? Right. Và hiện tại như bây giờ anh đang giữ là khoảng chừng 1.5 tỷ đô la là cái network của anh trong cái phần Ethereum nha anh chị nha. Đó, đây là khuôn mặt của anh ngay bây giờ, ok? Anh là người sáng lập ra Ethereum. Rồi, cái người kế tiếp nữa chứ mình muốn nói tới đó là cái người số 5, đó chính là Sam Bankman. Sam Bankman là cái người founder của FTX. FTX là một cái sàn giao dịch cũng tương đối là cạnh tranh với Binance, là một sàn giao dịch rất là lớn hiện tại tại nước Mỹ cũng như là trên toàn thế giới. Và Sam Bankman hiện tại ngay bây giờ là cái người rất là trẻ và anh cũng đã nắm trong tay là khoảng gần như là 24 tỷ đô la quý chị nha, 24 tỷ đô la. Là cái người này vượt trội luôn Michael Saylor và vượt trội luôn những cái người như là Do Won. Và anh ấy có một cái điểm rất là đặc sắc là anh nói là khi mà sau này khi mà anh lớn lớn tuổi đó thì anh sẽ dùng hết tất cả những tài sản của mình cho đi, và hiện tại ngay bây giờ anh cũng đã cho đi số tiền rất là nhiều và anh giúp rất là nhiều về cái vấn đề từ thiện, và anh cũng không cần phải chạy xe sang hay là giống như là ở những căn nhà mà bự, ok? Anh này sống rất là giản dị, ok? Tên ảnh là Sam Bankman, là người CEO của FTX nhưng anh chị đang nắm trong tay tài sản gần như là 24 tỷ đô la. Rồi, cái người số 6 mà chị mình muốn nói tới đó chính là Brian Armstrong. Nếu anh chị nào đó mà đã dùng qua Coinbase đúng không? Cái sàn giao dịch Coinbase đó là sàn giao dịch lớn nhất tại Mỹ về cái phần gọi là cryptocurrency, thì anh chị sẽ phải biết tới cái người founder lại. Thì ở đây đây là cái mặt của ảnh nè, là Brian Armstrong hiện tại đang nắm trong tay á, là 2.8 tỷ đô la, ok anh chị nha. Cho nên á, cái người này thì nói chung không giàu bằng là anh Sam nhưng mà cũng nắm trong tay 2.8 tỷ đô la, là cái sàn giao dịch lớn nhất tại nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ là Coinbase, ok? Rồi, kế tiếp nữa đó, chuyện mình muốn nói tới đó chính là Elon Musk. Nói chung là quý anh chị không thể nào không biết tới Elon Musk đúng không? Là người đầu tiên trên thế giới nắm trong tay 300 tỷ đô la. Thưa anh chị, là người giàu hơn Amazon, giàu hơn Jeff Bezos và thậm chí vượt trội luôn Bill Gates rất là nhiều luôn. Ngay bây giờ là cái người giàu nhất trên thế giới. Thì anh Elon Musk là cái người sáng lập ra SpaceX.
sáng lập ra công ty Tesla và có rất là nhiều những công ty khác là anh đang sáng lập. Nói chung là từ bỏ những con chip vô cái não và thậm chí là chế ra những cái đường hầm xe chạy ở dưới, nói chung là đưa người lên trên trên Mars và thậm chí là chế ra xe điện đầu tiên trên toàn thế giới. Nói chung là ảnh cũng là Doge Father, là cái người mà cha của Dogecoin, được những người trên mạng nói là như vậy. Ok, rồi đó là Elon Musk, ảnh to the moon nha quý anh chị nha. Ok, và đây là 7 người mà có tiếng tăm trong cái giới crypto, và quý anh chị mà chơi crypto thì phải để ý tới 7 cái người này, rất là quan trọng hiện tại ngay bây giờ. Ok quý anh chị, quý anh chị thấy ai mà còn quan trọng nữa thì comment ở dưới cho chị mình biết luôn, để chị mình có thể research thêm cũng như là tìm hiểu về họ, và sau này quay một cái video nói về họ nha. Rồi, hãy nhớ đầu tư thông minh.